chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin mới hay nhất. Kính thưa quý vị và các bạn, Địch Lệ Nhiệt Ba rơi vào tình thế khó xử khi bị hỏi về mối quan hệ của Lưu Hạng, quan hiểu DUNGTUNG là cặp đôi được gắn ghép nhiệt tình trong sâu truyền hình Huri Cup, Prius. Nhưng vì mối quan hệ mới của Lưu Hạng và quan hiểu đồng, Địch Lệ Nhiệt Ba tỏ ra khá lúng túng. Sau khi cặp đôi Lưu Hạng, quan hiểu đồng công khai tình cảm, một nhân vật khác thu hút sự chú ý không hề kém cạnh chính là địch lệ nhiệt ba. Vì từng kết hợp rất ăn ý trong sâu truyền hình thực tế Huri Cup, Lưu Hạng và địch lệ nhiệt ba được rất nhiều dân tình đẩy thuyền shipper. Mỹ nhân Tân Cương cũng chịu ấm ức nhiều khi fan của Lưu Hạng phản đối kịch liệt chuyện tình cảm, nếu có thể xảy ra, của hai người. Trong một bài phỏng vấn ngày hôm qua, cánh phóng viên cũng không để lỡ cơ hội khi đặt câu hỏi về lưu hạng, quan hiểu đồng dành cho người đẹp sinh năm 1992. Phóng viên, bạn đã gửi lời chúc phúc đến lưu hạng hay chưa? Vẻ mặt khó xử và ngại ngùng của địch lệ nhiệt ba. Bị đặt vào tình thế khó, nữ diễn viên tỏ ra khó xử, và chính nhân viên của cô đã phải giải cứu bằng cách yêu cầu kết thúc bài phỏng vấn. Nhân viên của nhiệt ba can thiệp vào bài phỏng vấn, không có gì, chúng ta kết thúc phỏng vấn, thôi. Bài viết trên trang Sina thu hút tới 42.000 bình luận. Rất nhiều người bày tỏ sự thông cảm dành cho địch lệ nhiệt ba và mong mọi người hãy buông tha người đẹp khỏi chuyện tình cảm của Lưu Hạng quan Hiểu Đồng. Chuyện gắn ghép cặp đôi trong sâu ai cũng biết, sao mọi người có thể tin là thật nhỉ? Còn nhớ cách đây không lâu địch lệ nhiệt ba bị chửi thê thảm vì họ cho rằng cô ấy không xứng với Lưu Hạng. Giờ đây Lưu Hạng công khai với người khác, thật đáng thương thay những hình ảnh thân thiết của Lưu Hạng Địch lại nhiệt ba từng khiến fan phải suýt xoa ghép đôi. Suốt một tuần qua, làng giải trí hoa ngữ quay cuồng với loạt thông tin cả tiêu cực lẫn tích cực liên quan đến cặp đôi mới của làng giải trí Lưu Hạng, quan Hiểu Đồng. Sau lời tuyên bố công khai hẹn hò, cả hai không chia sẻ bất cứ điều gì thêm về chuyện tình của hai người. Tuy nhiên cánh phóng viên vẫn luôn tích cực săn tin tức. Mới đây, Trang Sina đã chia sẻ loạt hình ảnh tình bể bình của cặp đôi này. Cảnh hậu trường ghi lại lưu hạn đắm đuối nhìn bạn gái không phút giây nào rời mắt. Không chỉ vậy còn chỉ đạo chuyên gia make up trang điểm cho bạn gái sao cho đẹp nhất. Hãy nhìn ánh mắt của nam ca sĩ để thấy tình yêu đông đầy. Không thể nào rời mắt khỏi bạn gái dù chỉ một giây. Anh muốn nhìn cái khác nữa nhưng anh vẫn muốn ngắm nhìn em. Anh thợ trang điểm ơi, hình như có gì đó chưa ổn. Ở dưới mắt nè nè, đắm chìm trong tình yêu lắm rồi lưu hạn nhé.